đoàn của mình đi tìm là hình như 8-9 người. Anh là cùng một đoàn đi tìm. Tôi đi tìm. À. Mà mình đi đường này này. À. Đi đường này này. Này. Đi đường này đi tới chỗ nó chết nhưng mà không biết nó chết nhưng mà nó nằm trên thác. Ừ. Mình ở dưới này mà nó chết 5-6 ngày rồi. Ở dưới này là múc nước nó uống luôn. Là mình đi gần chỗ nó chết thì trong người 7-8 người nó run run nó da gà. À. Sợ quá mà không biết chỗ này. Tức là chưa thấy xác nhưng mà. Chưa thấy xác nhưng mà mình cảm giác. Cảm giác sợ. Cảm giác sợ. Ừ. Xong có tiếng giống người kêu. Không biết. Tức là lúc đó sao anh? Cái lúc mà lúc nó lạc à? À. Lúc nó lạc thì nối đường thì mấy bạn nó gọi điện thoại thì nói là nó đi nối đường rồi. À. Thôi nó cứ đi. Nó không quay lại nữa. Mấy bạn nó là quay lại đi. Anh quay lại đi. Anh đi sai rồi đấy. À. Nó thôi đi nửa đường rồi mà. À. Chắc nó muốn đi khám phá hay sao. Đúng rồi. Sau nó xuống dưới thác. Cũng chỗ cái chỗ mà cái đỉnh cái núi cái đúng cái đỉnh mà cao đá là bên này. Ừ. Mà đường nó xuống là bên kia. À. Đường nó xuống là đường bên kia nữa. Vực đường bên không đường bên kia thà cái núi dốc mà đá này. Ừ. Nó không xuống đường này đâu. Xuống đường bên kia. Tại vì đường đi đường hai cái thông mà. Đi đường hai cái thông. Ờ đi đường hai cái thông phải đi đường này. À. Đi đường hai cái thông là nó đi cái núi đá bên này. Nó đi đường bên kia. À. Nó xuống ngay xuống dưới thác mà chơi tay đổ thác. Tay đổ thác rồi cái túi nó với lại cái bịt ni lông rồi chả rồi cái gì là nằm trên cái dốc ở gì vậy? Thác trên cái thác. À đầu thác. Còn người không thấy. À. Người thì ngày đầu tiên thì đúng là ngày thứ năm thứ sáu đấy. À. Ngày thứ năm thứ sáu là năm ngày là 5-6 ngày mất tích là người ta tìm thấy cái túi nhưng mà cái túi chỉ thấy cái túi với lại cái chả. Ừ. Rồi đồ ăn thôi nhưng mà không thấy người. Ừ. Cho nên là Playcan quay trên không á, quay nhưng mà không thấy người đâu cả. Có người thì đi tìm tới thác bay kìa. Định à. Nó người ta tưởng tượng là nó sẽ đi qua thác bay tại vì nó cũng muốn khám phá mà. Ừ, nó muốn khám phá, thằng này nó muốn khám phá. Ừ. Ừ, cho nên mình thích đi bằng mình. Lúc đầu người ta gọi điện là nó lạc rồi mà nó không chịu nghe tại vì người ta nghĩ là chắc nó đi khám phá rồi. Xong, có người đi qua bên kia tìm tới giặc dây lê, tìm tới cái dốc núi đỏ này. Yeah. Không thấy, nhưng mà người ta vẫn nghi là trên đấy rồi tại vì cái túi nó là nằm trên thác rồi mà. À. Xong ngày hôm sau người ta thả dây mà đoàn của mình đi tìm là hình như 8-9 người. Anh là cùng một đoàn đi tìm. Tôi đi tìm. À. Mà mình đi đường này này. À. Đi đường này này. Này. Đi đường này đi tới chỗ nó chết nhưng mà không biết nó chết nhưng mà nó nằm trên thác. Ừ. Mình ở dưới này mà nó chết 5-6 ngày rồi. Ở dưới này là múc nước nó uống luôn. Nước của thì thèn kiệt. Ừ. Múc nước uống rồi nấu canh nấu cơm một đêm ngủ lên đây một đêm rồi dí cá đó. Dí bắt cá rồi cầm cái súng đi bắn mấy con giót gì đó con khỉ đó. Ừ. Rồi lên bằng tay chỗ nó chết thì không biết tao nó chết nhưng mà nó chết trên thác nhưng mà mình ở dưới thác nhưng mình leo thác không được tại vì dốc quá. Quá có dê mới leo được mà mình trên đầu thác mình xuống cũng thế giót có dê mình xuống được. Là mình đi gần chỗ nó chết thì trong người 7-8 người nó run run nó da gà. À. Sợ quá mà không biết chỗ này. Tức là chưa thấy xác nhưng mà. Chưa thấy xác nhưng mà mình cảm giác. Cảm giác sợ. Cảm giác sợ. Ừ. Xong có tiếng giống người kêu. À. Nhưng mà nước thác này chảy quá lớn. Không biết giọng người kia là giọng ai nữa. Người đàn bà hay người đàn ông không biết giọng ai. Nhưng mà có tiếng người kêu. À anh nghe có tiếng người kêu. À, bên ăn đi. Bên ăn đi à. Mà tôi lúc đó là ăn quay lại rồi. Chưa thấy xác gì hết. Ăn quay lại đi đường này rồi. À. Ăn quay lại đi đường thác bay này. Dạ. Là top ăn bên kia là 5 người, bên này là bên kia 5-6 người, bên này là 5-3 người. Dạ. Xong tụi tôi lên từ thác bay kia. Rồi ngủ ngay đấy, ngủ ngay cái dốc này ơi á. Dạ. Rồi 5 người là 5-6 người lên bên kia. Rồi nó ngủ ngay đây này. Cả cái đoàn người ta cái đoàn hạt gì đó bên công an tỉnh công an huyện thì là lúc đó người ta mất mất tích cái anh Kiệt đó
người ta huy động, huy động cả tỉnh Lâm Đồng, vậy là công an gì đó vào cuộc để mà tìm kiếm. Đấy. Cho nên là tôi ngủ dưới kia, ngủ không được, ngủ từ 8:30 tới 12 giờ ngủ không được. Ủa gì hai tự nhiên không ngủ được anh? Không được. Quan bình thường thì có ngủ được không? Đến bình thường thì nằm chỗ nào ngủ được hết. À hôm đó lại nằm ngủ được. Nằm chỗ này cũng ngủ được nè. Nằm đứng này cũng ngủ được nè, một mình trong rừng cũng ngủ được. Mà lúc mình đi kiếm là ngủ ngay cái dốc mày ơi luôn, chỗ băng bằng á. Chỗ băng bằng hay xuống dốc á. Ngủ không được, ba người ngủ không được. Kỳ ha. Ngủ không được, quan mình giống như là cái gì á. Xong là chạy đêm luôn, chạy đêm từ đó tôi nói là nếu mà đi khỏi chỗ này là tôi ngủ được. Mà ngủ ngay đây là không được, ngay đường nó đi là không được. Xong tại từ đây qua cái chỗ đó là gặp mấy thằng anh em mình đi cùng nhau mà nó chia nhau tìm á. Nó đi đường này. Mình rút qua mình đi đường này tiếp. Là gặp nhau ngày đấy, xong nó mới kể. Nó là nghe thắc là bảo là không biết nữa, chắc có người kêu, chắc là anh Kiện nó bị kẹt trong đá gì đó, nó có tiếng kêu nhưng mà không biết tiếng ai. Là có nước chảy mặn quá được thắc á. Chạy mặn quá cho nên là không rõ tiếng của người kinh là người đàn bà hay là người đàn ông hay là cái gì á. Mà nói chung là con người nhưng mà không phải thú, mà tiếng người mà. Có người hú kêu đồng hoàng. Xong là sáng hôm sau vậy tôi đi luôn. Khỏi về đi lại, ăn quay mì đi lại đi tới cái dốc đá đó. Xuống dốc đá luôn, hồi nãy xuống dốc đá không? Không xuống à? Không dám xuống. Ghê quá. Xuống chỗ đá nữa. Xuống, phải có dây phải xuống được. Tay suối rồi là đi xuống suối, đi đỉnh bằng, đi tay suối. Chắc có 100 mét là tới đầu thác. Tay đầu thác là ghê lắm. Nhìn thế này đâu phải dám nhìn đâu. Chặt chân một cái thứ nhất. Thứ hai nữa có, chẳng hạn mình đi có gió, có gì, có là hay là rừng thiêng nước độc, nhưng nó có người đẩy đằng sau ấy. Sợ đúng không? Từ trên xuống dưới, sợ. Mình ở đây cũng như một quần sợ cái đó. Có thật. Người ta nói là mình phải tin, nhưng ý là mình phải biết chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu. Cho nên là mình phải biết nhà mình chỗ nào, nhà người ta chỗ nào, biết không? Người ta nói là rừng nào cọp nấy. Chỗ đó là biết sách núi công chúa đúng không anh? Sao? Sách núi công chúa phải không? Ừ, đúng rồi. Hôm qua em ngủ gần đó anh. Hai em anh giật mình phát. Mà thôi ngủ tiếp. mà nếu mà có hai anh em giống như anh á, đó là chỗ đó là có một cái bên dốc đá là cái người chỗ người Chăm người ta thờ đúng không anh? Em leo lên hồi xưa người ta thờ. Em leo lên hai lần xuống lên hai lần, nhưng mà leo lên hai lần xuống lên thấy cảm thấy là em ấn mệt rợn người luôn, thôi em xuống. Mệt và tự đi cái đường này không sao, mà tự xuống đó leo lên cái núi đó xuống là tự nhiên lạ người luôn, là lùi lại luôn. Tháng 10 đây này, tháng 10 có người đồng bào mình hai người đi làm gỗ. Nhưng mà chuyên làm gỗ nhờ, không phải mình bình thường đâu. Chuyên làm gỗ. Quên cái rửa này. Mà có cái dao chừng này này, cái dao xì, người ta... cái gì người ta sắt xoài gì ăn á. Dạ, thái á. Thái đấy, chừng này thôi. Quên cái quẹt cũng quên. Nhưng mà là... nó xuống tê cái đập phong chúng. Cái đập đó rồi không thấy băng của nó làm gỗ, nó quay lại nó nghĩ là chắc nó xuống cái thanh nghe thác là vào, nó xuống thác nghe thác là vào là 5:30 rồi, 5:30 á. Sợ quá nó không mua đâu. Hôm qua em 5 rồi em tới đó nhưng mà ngồi trên này không đúng, không sao, ngồi dưới thiên kiệt đấy mẹ. Tại vì mình đi đời anh mà. Nếu mà vậy thì là cũng thiên lắm phải anh? Sao? Thiên lắm phải không? Thác đó thiên lắm. Rồi mới họ kể nữa, cũng hai người đó kể cũng đêm đó mình ngủ hai cái thòng. Mà nó thậm chí là mưa mà xe đi không nổi, mà nó vẫn kéo xe lên trên hai cái thòng ngủ chung với mình. Mà nó chỉ qua cái khu đó thôi là nó không sợ nữa, cho nên là nó vượt qua cái khu đó, nó mua hai cái thau nó kể. Bữa trước là người ta coi nhìn thấy là núi đó là núi chúa. Đúng rồi. Núi chúa là con gái. Công chúa con này. Là con gái. Núi bên kia cái núi đi qua cái đồi này nhìn thấy cái núi mà đen đen cao cao bên kia kìa. Người ta nói là 18 tầng sương mù á. Cái nói là đàn ông.
Có một lúc nó bay từ đây này, người ta thấy nó bay tới đây này, người ta bay tới đây đi gặp chồng nó bên kia. À, đấy. Người ta thấy, thấy có thấy quan điểm của người đồng bào mình. Nhưng mà thật không phải. Bây giờ nếu mà xuống chắc không xuống được, phải có dây đúng không anh? Cho dù xuống hai cái thông vẫn phải có dây. Có dây. Em leo lên là em thấy là nó bị cái gì trong người nó ngập ngợp em. Mà phải có 7:30, 5:30 đó anh. Ghê lắm. Thôi tới 5 rồi. Có cái dê cắp dê leo á, người ta leo leo núi á. Dân chinh dụng á. Dân chinh dụng không phải dê bình thường đâu, dê dê bò gì cắt một cái được nó lắc qua lắc lại cái đá. Đứt một cái giống như vậy vậy dù. Anh ngồi 5:30 em vác ngày 35 kg lên nửa dốc. Là em xanh mặt mà. Em thấy hai thằng xanh mặt hết. Em nhìn xuống cái vật đó là thôi. Ba đo, đo bản đồ là 350 mét nữa thôi. Mà tới 12 đêm em thấy được đồng thôi, mệt quá ngủ luôn. Đi leo mệt. Mà lên có 200-300 mét ngủ thoải mái. À đúng rồi. Em còn cách cái đỉnh khoảng 50 mét rồi thôi. Là em ngủ. À, em qua được cái đó rồi. Một khu bằng á. Em ngủ chưa? Đường đó mình đi hoài mà cơm bữa mà. À. Em đi ngủ ở chỗ này em thường à. Cái đó em thấy nó rần rần. Lên. Cái đó thật không phải là giỡn. À. Không phải là anh em nói hù, anh em đi, anh em nói thật sự đi đồi là chỗ nào là nguy là nguy. À. Còn ở đây Campuchia chỗ nào được hết, một mình cắm một năm trời không có chuyện gì, trừ cái chỗ đó thôi. Trừ chỗ đó thôi. Chỗ đó với chỗ kia kìa, chỗ nào anh, chỗ thôi chỗ nói là...